Hôm nay ngày 7 tháng 8, trong cuộc họp với đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn kiểm tra tình hình sụt lún, nứt đất tại tỉnh Đắk Nông, ông Đỗ Tấn Sương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Gia Nghĩa cho biết đã di rời các hộ dân khỏi vùng nguy hiểm tại điểm sụt lún ở quốc lộ 14, phường Nghĩa Thành. Tuy nhiên, theo ông Sương, hiện khu vực này không thể ở được mà phải giải phóng mặt bằng do tình trạng sụt lún ngày càng nặng. 16 hộ dân với 48 nhân khẩu buộc phải chuyển đến nơi ở mới để ổn định cuộc sống. Do kinh phí di rời rất lớn nên chúng tôi đề nghị cấp trên hỗ trợ kịp thời để đảm bảo cuộc sống của người dân, ông Sương cho biết. Nói về tình hình sạt lở trên địa bàn của thành phố Gia Nghĩa, ông Sương thông tin thêm. Hiện có rất nhiều điểm nứt đất, sạt lở nghiêm trọng xảy ra, địa phương liên tục theo dõi để kịp thời di rời người và tài sản đến nơi an toàn. Đây là vấn đề hiện nay khó khăn, thì cũng mong là sao đoàn công tác cũng giải phóng mặt bằng phía dưới. Dạ, giải phóng mặt bằng không theo nó được nữa. Dứt khoát là không có đường, tại vì ngay bên dưới cái chân đường, dưới chân đường, 18, 16 hộ, 48 khẩu. Hiện nay là người và tài sản đã di dời hết rồi, nhưng mà chắc chắn là giải phóng bằng khu này, chứ không thể ở được. Đó là theo đánh giá di dời. Thì đây là một khó khăn về cái vấn đề kinh phí. Thứ nhất, cái thứ hai thì thực sự thì trên địa bàn qua khảo sát và số lượng mức mưa năm nay ngấm rất là nhiều, có nhiều cái vị trí, ví dụ đất Rồng Môn cũng có nhiều vị trí nước kẹt, nhưng mà thôi cái báo cáo chung cho tỉnh thôi, không có các đồng đoàn, nhiều vị trí là ngày hôm qua phải di dời ba hộ dân đó, thì vì nó nước kẹt rất là lớn đó. Rồi vấn đề nữa là nó cũng là bình thường, nhưng mà nó may nước, lượng nước mặt dưới rất là lớn. Ví dụ như một cái cây xanh, một cái trạm xanh, một cái vùng xanh thì tự động ở dưới mặt là trồi lên, nổi lên đó. Mà qua quan sát thì nước mặt rất là nhiều, nước rất là nhiều, tức là nước khó thoát. Nói như vậy thì cái lượng mặt nước ngầm thì năm nay là mưa dồn dập, cho nên là lượng nước nó bị mà như là chi sơn mà phong đắp sở thông cũng đã báo cáo, thì trong thời gian ngắn thì chắc cũng có thêm cái gì xin hết. Như Vietnamnet thông tin, vào ngày 2 tháng 8, người dân và chính quyền thành phố Gia Nghĩa bất ngờ phát hiện vết nứt dài trên quốc lộ 14. Do vết nứt khi ấy còn nhỏ nên chủ đầu tư BOT Đức Long Gia Lai đã dùng bê tông chám lại. Tuy nhiên chỉ sau 2 ngày, vết nứt đã bẻ gãy một làn đường dành cho xe máy và xe thô sơ. Những ngày gần đây trên địa bàn tỉnh Yên Bái có mưa to gây lũ sạt lở, riêng huyện Mù Quang Chải bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, mưa lũ đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Thống kê ban đầu tại huyện Mù Cang Chải, mưa lớn gây sạt lở đất đá làm hai cháu nhỏ thiệt mạng ở xã Khao Mang, một người nghi mất tích ở xã Hồ Bốn, 34 nhà bị hư hỏng, trôi sập hoàn toàn. Riêng tại xã Hồ Bốn, mưa lũ làm gãy một cột điện 35 kV, thiệt hại về cơ sở vật chất tại trường tiểu học, trung học cơ sở và trạm y tế xã. Trên tuyến quốc lộ 32, đoạn từ km 300 đến km 329 qua huyện Mù Cang Chải có hơn 100 điểm sạt ta luy dương. Đến 16 giờ ngày 6 tháng 8, công ty cổ phần xây dựng đường bộ 1 đã thông đường đến km 324 400. Từ km 324 400 đến km 329 còn gần 100 điểm sạt lở, trong đó có 3 vị trí mất đường, mỗi vị trí dài khoảng 100m. Đơn vị đang tập trung huy động 7 máy xúc đất tại điểm sạt lở tiếp giáp xã Hồ Bốn, dự kiến thông tuyến trong 3 ngày tới. Ngay sau khi nhận được báo cáo thiệt hại của địa phương, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mù Cang Chải đã thành lập 3 tổ xuống các xã Khao Mang, Hồ Bốn để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và thăm hỏi động viên gia đình có người thiệt mạng, các gia đình bị ảnh hưởng do sạt lở đất đá vào nhà. Huyện Mù Cang Chải đã hỗ trợ 38 triệu đồng cho gia đình có hai cháu nhỏ thiệt mạng ở bản Háng Bla Ha, AB, xã Khao Mang để lo mai táng. Mưa lũ đã làm nhiều ngôi nhà và tài sản ở các xã Hồ Bốn, Kim Nội, Khao Mang bị ảnh hưởng nặng nề. Ông Nông Việt Yên, bí thư huyện ủy Mù Cang Chải đến kiểm tra và động viên, thăm hỏi, chia sẻ với các gia đình bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ. Dự báo vào đêm ngày 6 tháng 8 đến ngày 8 tháng 8, các khu vực trong tỉnh Yên Bái tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 20-100mm, có nơi trên 200mm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay ngày 7 tháng 8 đến đêm mai, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to,
có nơi mưa rất to và rải rác có dông, với lượng mưa từ 50 đến 120 mm, có nơi trên 180 mm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ từ Thanh Hóa đến Nghệ An có xu hướng giảm chỉ còn mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm trên 24 giờ, có nơi trên 70 mm trên 24 giờ. Ngày 9 tháng 8, ở vùng núi Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa giảm tiếp là từ 15 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Ngoài ra, trong ngày 7 đến ngày 8 tháng 8, ở khu vực từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 50 đến 55%. Nắng nóng ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni hôm nay ngày 7 tháng 8 đã ban hành một sắc lệnh hoàng gia bổ nhiệm ông Hun Manet, 45 tuổi, làm thủ tướng mới của nước này. Tờ Khmer Times viết, sắc lệnh hoàng gia nêu rõ thủ tướng mới được bổ nhiệm, chịu trách nhiệm chọn lựa nội các để quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm trong cuộc họp diễn ra vào ngày 22 tháng 8. Chính phủ mới sẽ gồm một loạt bộ trưởng trẻ tuổi sau khi giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử hồi tháng 7. Ông Hun Sen tuyên bố sẽ từ chức thủ tướng và trao quyền cho con trai cả là Hun Manet. Đảng Nhân dân Campuchia và quốc vương Norodom Sihamoni đều ủng hộ tán thành ông Hun Manet làm thủ tướng. Ông Hun Sen khẳng định sẽ không can thiệp vào công việc lãnh đạo đất nước của con trai, đồng thời hứa với người dân Campuchia rằng ông sẽ tiếp tục tham gia chính trường. Ông Hun Manet sinh năm 1977, là con trai của Thủ tướng Hun Sen và phu nhân Bun Reni. Ông lớn lên và học trung học tại thủ đô Phnom Penh. Ông nhập ngũ năm 1995. Cũng trong năm 1995, ông theo học tại Học viện Quân sự Mỹ West Point. Năm 1999, ông Hun Manet trở thành người Campuchia đầu tiên và cũng là một trong 7 học viên nước ngoài tốt nghiệp Học viện Quân sự nổi tiếng này. Năm 2002, ông Hun Manet hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Đại học New York và sau đó là chương trình tiến sĩ tại Đại học Bristol, Anh năm 2008. Tất cả các bằng cấp của ông đều về chuyên ngành kinh tế. Ông Hun Manet được lòng nhiều người với hình ảnh một chính khách học vấn cao, luôn cư xử chừng mực và dễ gần. Dù đã trải qua các khóa huấn luyện của phương Tây, quân đội Ukraine vẫn không thể áp dụng thành công các chiến thuật quân sự của Mỹ và đồng minh. Theo tờ New York Times, vào thời gian đầu của chiến dịch phản công, Ukraine đã sử dụng chiến thuật của phương Tây cùng với các phương tiện quân sự hiện đại được Mỹ và đồng minh cung cấp. Tuy vậy, hiện quân đội Ukraine đã trở thành lối đánh truyền thống, tập trung vào pháo kích từ xa, thay vì cố gắng xuyên thủng phòng tuyến của Nga. Nguồn tin của New York Times tiết lộ, các chương trình đào tạo của phương Tây tập trung vào việc triển khai chiến thuật vũ trang kết hợp. Chiến thuật này đòi hỏi sự phối hợp của bộ binh, pháo binh và các đơn vị thiết giáp. Giới chức quân sự phương Tây tin rằng chiến thuật này hiệu quả hơn so với việc pháo kích từ xa, vốn tốn kém và không hiệu quả. Dường như phương Tây đã quá tham vọng khi cho rằng vài tháng huấn luyện có thể giúp các lữ đoàn của Ukraine chiến đấu giống như quân đội Mỹ. Lẽ ra họ nên tìm cách giúp Ukraine phát huy tốt nhất điểm mạnh của mình, bởi Nga đã có thời gian để chuẩn bị kỹ càng cho việc phòng thủ. Chuyên gia quân sự Michael Kopman nhận xét. Họ nhận được những yêu cầu quá cao, các lữ đoàn của Ukraine chỉ có một thời gian huấn luyện ngắn, rồi họ buộc phải bước vào một trong những môi trường chiến đấu khó khăn nhất. Sai lầm là không thể tránh khỏi, ông Rob Lee, chuyên gia quân sự tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại Mỹ cho biết. Thực tế, các chuyên gia quân sự cho rằng Ukraine có thể sử dụng chiến thuật của phương Tây nếu họ vượt qua được các bãi mìn phòng thủ của Nga, nhưng quá trình này sẽ tốn rất nhiều thời gian. Tôi không nghĩ Kiev sẽ từ bỏ hoàn toàn chiến thuật vũ trang kết hợp nếu họ vượt qua được một hay hai tuyến phòng thủ đầu tiên. Tôi nghĩ chiến thuật này sẽ được áp dụng trở lại. Ông Philip M. Bridlock, cựu tư lệnh đồng minh tối cao châu Âu nhận định, theo các quan chức quân sự Mỹ, Ukraine vẫn chưa sử dụng toàn bộ những đơn vị tốt nhất cho chiến dịch phản công. Chỉ khi toàn bộ lực lượng này xuất hiện ở tiền tuyến, thì sức ảnh hưởng của các chiến thuật phương Tây mới có thể lộ rõ. Quân đội Ukraine cần sử dụng nhiều phương thức tác chiến khác nhau, không thể chỉ mãi sử dụng lối đánh phòng ngự. Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Colin Khan nói. Trước đó, quân đội Ukraine đang từ bỏ các chiến thuật được phương Tây đào tạo và quay lại chiến lược tấn công tầm xa nhằm vào các lực lượng Nga. Hiện chưa rõ liệu Kiev có đủ đạn dược để duy trì kế hoạch tấn công tầm xa hay không. Cuộc phản công từ đầu tháng 6 của Ukraine đã diễn ra chậm hơn so với kế hoạch ban đầu và chịu tổn thất lớn, tấn công qua các bãi mìn của Nga mà không có sự hỗ trợ từ trên không. Dàn xe tăng và xe bọc thép của Ukraine do phương Tây cung cấp đã bị không quân và pháo binh Nga tiêu diệt.
Nga, cuộc phản công đã khiến Ukraine tổn thất ít nhất 30.000 binh sĩ. Ở tuyến đầu phản công là 9 lữ đoàn của Ukraine được NATO huấn luyện như lữ đoàn cơ giới 47, được cho là đã tổn thất 30% xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất chỉ trong 2 tuần. New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ và nhà phân tích cho hay, để giảm thiểu tổn thất, các chỉ huy Ukraine đã thay đổi chiến thuật, tập trung vào làm tiêu hao các lực lượng Nga bằng hệ thống pháo và tên lửa tầm xa, thay vì băng qua các bãi mìn. Do thời gian huấn luyện hạn chế, các binh sĩ Ukraine đã gặp khó khi thực hiện chiến thuật vũ khí phối hợp. Các chuyên gia quân sự Mỹ cũng đã bắt đầu huấn luyện cho Ukraine về kỹ năng tác chiến cơ động để tiết kiệm đạn dược. Nhưng theo học thuyết quân sự của NATO, chiến tranh cơ động được tiến hành sau khi các lực lượng thiết lập ưu thế trên không, nhưng Ukraine lại thực hiện phản công mà thiếu yếu tố quan trọng này. Trở lại với chiến thuật tập trung pháo kích, Ukraine sẽ đối mặt với việc thiếu đạn dược. Theo New York Times, việc đạn dược chỉ có giới hạn sẽ khiến Ukraine gặp bất lợi trong cuộc chiến tiêu hao. Ukraine đã triển khai 150.000 quân để tăng cường cho đợt phản công mới. Theo đó, Kiev đã triển khai 150.000 binh sĩ trên 30 tấn công. Trong số này, các đơn vị tốt nhất được NATO huấn luyện đang cố gắng xâm nhập mạng lưới phòng thủ nhiều lớp của Nga gần làng Orekhov. Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, những ưu thế mà Ukraine giành được đa phần là nhỏ. Họ vẫn đang đối mặt với sự kháng cự quyết liệt từ phía Nga ở lớp phòng thủ thứ 2 và thứ 3. Nếu phương Tây hy vọng về sự đột phá, họ sẽ phải thất vọng. Đến 10 giờ ngày 7 tháng 8, lực lượng chức năng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị liên quan khắc phục sự cố, khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ ô tô gây tai nạn trên quốc lộ 1. Theo đó, khoảng 7 giờ sáng ngày 7 tháng 8, xe tải kinh doanh mang biển số 50H406XX đang lưu thông trên hướng quận 12 đi thành phố Thủ Đức. Khi phương tiện chạy đến chân cầu Bình Phước thì bất ngờ húc lên giải phân cách làm gãy trụ biển báo giao thông. Ghi nhận tại hiện trường, sau vụ va chạm, tài xế xe tải may mắn bị thương nhẹ, trong khi đó đầu xe tải biến dạng hư hỏng nặng, trụ giao thông và dãy phân cách cũng bị hư hỏng. Nhiều người đi đường may mắn tránh được nên không gây hậu quả nghiêm trọng. Sau khi nhận được tin báo, đội cảnh sát giao thông Bình Triệu đã đến hiện trường điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân sự việc. Theo cảnh sát giao thông, trước khi xe tải gây tai nạn đã tránh xe máy đi cùng chiều dẫn đến mất lái.